Đây anh em có thể thấy đây là một cái chiếc xe Maybach S300 thì đời rất là sâu rồi. Thì cái bề mặt sơn của nó đã xuống hết hoàn toàn rồi và có xước một số chỗ. Thì cái chiếc xe này đang chuẩn bị được dán PVF ngoại thất của chiếc xe này nên bên em có spa lại hết toàn bộ và sơn lại toàn gần như là toàn bộ chiếc xe này. Nó sẽ có những một số cái chi tiết mà cái sơn zin của chiếc xe vẫn có thể không nó đi không bị xước nhiều thì bên em có thể giữ lại và để đánh bóng lại cho hoàn toàn cho anh em. Anh em có thể thấy đây. Đấy, nguyên cái mảng bên này đang xử lý lại hết toàn bộ cái bề mặt sơn của chiếc xe rồi để tạo cái độ bóng sâu nhất. Đây là những cái công đoạn để chuẩn bị cho cái bước đánh bóng để làm xong sơn của xe này được đánh hoàn thiện tốt nhất, và khi mà dán bộ PVF ngoại thất lên chiếc xe này thì làm sao cho chiếc xe nó nổi nhất có thể. Đây, anh em có thể thấy là sơn lại gần như toàn bộ và có tỉa lại toàn bộ. Ngoài ra thì cái chiếc xe này sẽ có lắp một cái bộ nước hoa Maybach. Đây là bộ nước hoa sẽ được lắp cái vị trí này. Đây anh em có thể thấy đây là bộ nước hoa này, cắm vào đây và phun tập tác vào cửa gió điều hòa này mà sẽ tạo cái hương thơm cho toàn bộ khoang nội thất trong xe này. Đấy, những cái dòng nước hoa này thì nó cực kỳ thơm và đặc biệt đấy anh em nhá. Đây là cái dòng nước hoa của đây. Anh em có thể thấy đấy ạ. Đây, nó là cái bộ nước hoa của dòng Aroma này. Với cơ chế phun trong xe và có cái app được điều chỉnh. Đây là cái bộ nước hoa của dòng Hitachi anh em nhé. Thì cái nước hoa này cực kỳ cao cấp và cái này có giấy chứng nhận của bộ kiểm định rồi, và cái này an toàn, cực kỳ an toàn cho sức khỏe của anh em. Nên anh em yên tâm là khi mà chọn những cái dòng nước hoa làm sao mà đảm bảo cho anh em nhất có thể. Đấy, lắp thì lắp vào vị trí kia. Tất cả chỉ cần lắp vào cái vị trí kia và nó phun đồng đều ra bốn cái cửa gió này và tạo hơi thơm trong xe. Đấy. Anh em nào mà đang có nhu cầu lắp nước hoa này, dán PVF ngoại thất bảo vệ bề mặt sơn xe này hoặc là PVF nội thất sơn xe này thì hãy đến ngay với Akala Thái Nguyên. Bên em có máy CNC cắt trực tiếp file cho anh em. Thứ hai là những cái dòng nước hoa này luôn luôn có sẵn tại cửa hàng và những dòng nước hoa đẳng cấp nhất để lắp cho anh em. Cảm ơn anh em.